Rồi, xin mời anh em xem cái mô hình nuôi ếch Thái nha. Thấy rất hiệu quả ha. Thái cám nhiều quá nó ăn hết. Ừ. Cái tầm này thì nó ăn thôi. Nó bắt cặp. Cứ ôm, ôm nhau. Đây ôm nhau, đây ôm nhau. Ôm nhau mà không biết mắc cỡ. Chưa đủ tuổi. Có người ta đứng đây mà không biết mắc cỡ. Cái con lớn là cộng với con nhỏ. Con lớn là con cái ha. Dạ. Con nhỏ là con đực. Ồ. Hay nhỉ. Ui, thải xuống nó bu lại kìa. Mình nuôi thế nó dạng rồi, nó đâu có sợ đâu. Đâu phải ít đồng đâu mà nó sợ mình. Đúng không? Dạ. Quá hay á. Cũng từng đau quá. Ừ. Nó kêu nữa phải không? Nó cũng kêu quạt quạt phải không? Đó đó nó kêu á. Kêu đúng rồi. À nó cũng kêu quạt quạt á. Còn nó kêu cả đêm nè. Nó là một bạn giao hưởng. Nó kêu cả đêm á mà. À vậy là nó cũng kêu dữ lắm hả? Dạ đúng rồi. Nhiều đêm mà nó kêu thì điếc đầu nó cổ luôn á chứ. Không nhiều, nó cứ quạt 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 thôi. À. Nó nuôi không có kêu nhiều gì hết. Phải đồ tại thường nó kêu được kêu cái. Cũng dài con phải không? Chơi để đợi đâu cần kêu. Nàng nó phải kêu. Nó kêu là nó kiếm bạn tình đó đó, nhưng mà ở đây có bạn tình đầy. Đầy nhiều đó nè, nó liên tục đó. Lúc nào nó cũng này. Đầy đủ. Lúc nào cũng có đồ chơi rồi, lúc nào cũng có em ôm hết. Vui thiệt chứ. Quá sát rồi đất. Hồ này nhiều lắm. Nhiều lắm luôn. Thấy đâu. Nhỏ quá. Hả mà nuôi cá đúng không? Dạ. Tới trời.